thử có quỹ đen quỹ đỏ xem. Tôi ngại với chú em quá. Nhà anh thì đang sửa, xem bị mất điện. Quần áo này để mấy hôm rồi không giặt ấy, nó bốc mùi lên kinh lắm. Ok, thì anh cứ dùng đi nhá, thì em đi vào cất đồ. Nó đây à? Xong rồi nó đây à? À rồi, đây, anh bảo giặt xong rồi sấy hộ anh luôn nhá. Anh cảm ơn nhá, anh về đây. 3 hours later. Ôi mà em kể cho chị nghe nhá, lão đảm nhà em á, có quỹ đen đấy. Có quỹ đen á? Sao em biết? Thì đấy, chắc là nhét quỹ đen túi quần, thế mang đi giặt sấy kiểu gì nó tung hết ra. Thế là ra mặt chuột. Này, quay như thế thì quỹ đen làm gì còn, tiêu rồi đúng không? Thế chị không biết rồi, máy giặt nhà em á, kèm sấy tiện ích, có công nghệ sấy nâng niu, diệt khuẩn ở mức nhiệt 65 độ C, giúp loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn mà vẫn bảo vệ sợi vải, không hề co rút. Nhà em giặt sấy 2 trong 1 nên không phải chờ phơi đồ, tối về bỏ ra gấp là xong. Thế thì mới quyền đấy chị ạ. Hiện tại như thế thì có hại điện đâu. Lão đảm nhà em bảo máy giặt này có cảm biến thông minh, giúp mình lựa chọn các chu trình giặt hợp lý, tiết kiệm điện năng và nước tiêu thụ, quá là kinh tế luôn. Chưa hết nhá, dù có sấy nhưng tính năng giặt vẫn đỉnh của chót luôn chị ạ. Có thể giặt diệt khuẩn nước lạnh Blue AG Plus loại bỏ đến 99,99% vi khuẩn luôn. Tóm lại, giặt giữ thảnh thơi, vui chơi có thưởng. Wow, máy sấy của các hoa hậu này. Đúng rồi chị ơi, vừa khít 5 triệu luôn. Này, hai chị em mà nói xấu ai mà rôm rả đi. Nói xấu chồng em ấy, hôm trước em phát hiện là 5 triệu quỹ đen để trong máy giặt, thế là em mang đi mua máy sấy luôn. Nó có quỹ đen à? Nhưng mà làm sao em biết? Cho vào trong quần áo kiểu gì xong rồi giặt cho nó tung hết ra. Ông nghe thấy gì chưa? Thử có quỹ đen quỹ đỏ xem. Tôi mọi người làm gì vui đấy? Anh ấy, em lấy 5 triệu quỹ đen của anh á, đi mua máy sấy rồi này. 5 triệu nào? 5 triệu mà anh để quên trong máy giặt, xong máy anh giặt xong rồi nó tung hết ra đấy. À, đấy là... Đi ra mồm cãi à? Nhưng nghĩ gì? Vợ nó nói phải nghe. Không có quỹ đen như thế là không tốt. Đúng không? Mà anh hỏi chú nhá, tiền trong nhà này thì tiền của chú, chứ lại tiền của hàng xóm à? Cãi. Lần này còn nhẹ nhàng đấy nhá, lần sau mà còn quỹ đen quỹ đỏ gì ấy nhá, tiền thì chắc chắn là không còn đâu, nhưng mà người chưa chắc lành lặn đâu ấy nhá. Chị nhỏ. Panasonic đảm bảo thích. Panasonic.